Hello mọi người, trở lại với kênh của mình nha. Mình là Quang Linh đây. Hôm nay hai anh em mình tiếp tục đi giăng lưới nữa mọi người. Giăng lưới cá đó với cái dụng này nè. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Chầm vô cái cây đó vừa luôn rồi đó. Chưa chấm không? Cá luôn rồi. À, người lấy cá loại tung tăng luôn nè. Dính một đầm luôn mọi người, rồi già tới tới nữa kia. Ủa, một đầm 4 con 5 con luôn.
xấu quá. Chà dính mấy cá chốt bự bự. Ba con, bốn con. Giờ thăm khá là nhiều cá nè mọi người. Nhấp cá cho mình không? Cá đói với cá rô, cá phi. Cá nhóc hết trơn, 3-4 em luôn. Dính nữa đấy. Con nãy giờ nhon nhon rồi nhé, trời ơi dính. Từ đây hết rồi. Rồi hết một quận được mấy ký rồi mọi người. Nhiều lắm. Đó. Thao nè, 4-5 ký á. Rồi đây là thành quả giăng lưới nãy giờ nè mọi người. Còn to to này thấy không? Đó, ngon ghê chưa? Cái đói này mở không mọi người.
đem đi nướng rồi kho lạc, kho mía rồi kho me rồi cũng rất là ngon luôn. Thôi clip của mình tạm dừng ở đây nha. Mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên để lại một like và comment ý kiến mọi người bên phần bình luận video nha. Và nhớ chia sẻ video rộng rãi lên mạng xã hội ủng hộ mình lên nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha. Nè, mọi người cùng xem nè. Nó nướng mỡ nhiễu xèo 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 ngon ghê chưa. Nó có đó mới dâng lên luôn mọi người. Hấp dẫn chưa. Đó. Thấy hấp dẫn không? Đó. Dạ, cục cuối nha, để rồi.